Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phi Hoàng Channel. Khám phá xế hộp tiền tỷ của diễn viên Kiên Hoàng, Chit và Pi mới tậu. Kiên Hoàng cùng vợ đi nhận xế hộp mới, theo đó thì anh mua Porsche 717 Boxster có giá khoảng 4 tỷ đồng. Kiên Hoàng không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt, anh từng góp mặt ở nhiều bộ phim như là Chit và Pi, Ngựa Lâm Không Kiếm, Lời Nói Dối Ngọt Ngào. Bên cạnh đó, diễn viên, anh và vợ còn kinh doanh. Chính vì thế mà cả hai không khó để tậu cho mình những chiếc xế hộp hạng sang. Nhân kỷ niệm 7 năm ngày cưới, diễn viên Kiên Hoàng và vợ đã tậu chiếc Porsche 718 Porsche. Porsche của vợ chồng nam diễn viên màu đỏ mới toanh thuộc dòng xe sang. Khối động cơ của Porsche 717 Porsche là động cơ xăng 2.0 4 xi lanh. Công suất tối đa của xe lên đến 350 mã lực, với mô men xoắn cực đại là 380 cho đến 420 Nm. Để tăng sức mạnh cho xe, được trang bị hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép của Porsche. Cấu hình khủng này giúp Porsche 718 Porsche có thể tăng tốc từ 0 cho đến 100 km/h chỉ trong 4,4 cho đến 4,9 giây, để đạt tốc độ tối đa là 275 cho đến 285 km/h. Với mức tiêu hao nhiên liệu là khoảng 9 lít cho đến 9,5 lít trên 100 km, ngoài đô thị là 5,7 cho đến 6 lít trên 100 km, ngoài đô thị kết hợp là 6,9 cho đến 7,3 lít trên 100 km. Porsche 718 Boxster còn được sử dụng tích hợp thêm chế độ lái Sport cùng hệ thống dẫn động cầu sau làm tăng cường khả năng tăng tốc, giúp những cú đạp ga của người lái thêm phần uy lực mạnh mẽ. Ngoài ra, hệ thống giảm xóc của Porsche 718 Boxster rất nhạy với những đoạn đường gập ghềnh, nhiều ga. Hệ thống treo thể thao PASM cho phép hạ gầm xe xuống 2,18 cm, cùng với lại bộ giảm xóc tinh chỉnh phù hợp. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phi Hoàng Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ngay phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.
Thank you.